Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Banda. Và là con gấu trúc ngu ngốc ngày nào của các bạn đây. Và ngày hôm nay tôi được rủ vào một cái server có tên là MC2lò.net. Thì hôm qua thằng bạn tôi... Ôi dồ 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 dồ. Ôi hello anh, ôi hello anh. Ủa anh ơi, anh đang đi đâu đấy? Ôi sao đấy lại có admin với cả owner đứng đây AFK thế nào các bạn? Ông này đang làm cái gì đây? Không biết là ngày hôm nay như thế nào mà đang quay clip thì trời mưa các bạn ạ. Tôi có một câu hỏi là không biết ông trời có keo kiệt với cái bộ não của thằng bạn tôi hay không? Mà nhằm cái lúc tôi quay clip nó làm server nó mưa à. Tiện đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, cái video ngày hôm nay mình làm mục đích phụ là để giới thiệu server của thằng bạn mình, còn mục đích chính là để bóc phốt server của nó. Mấy ngày hôm trước thì nó có nói với tôi này: ôi giời ơi, server của tao là server top 1 Việt Nam. Mày cứ vào đây chờ đi, server tao hơi bị hay luôn. Mà không hay là không lấy tiền luôn nha. Thì ngày hôm nay tôi vào đây để tôi xem là server của thằng bạn tôi có cái gì. Ôi giời ơi, nó cũng ghê đấy. Nói chung là xây dựng cũng là ổn áp đấy. Là cái gì đây, sao lại có chiller ở đây? Ui, ở đây có một cái giao diện chính này. Ở đây thì có một cái giao diện phù phép. Hình như là cái này là để mình sẽ phải phù phép. Có một cái lỗi nó đang xảy ra là không rõ lệnh này. Hình như là cái server đó đang lỗi cái gì đấy. Ở đây thì có một cái cửa hàng vật phẩm này. Ở đây thì có một cái ông nào đấy nhìn thiếu vải vò. Nói chung thì đánh giá đầu tiên của tôi với cái server này thì build khá đẹp. Vì tôi là một người epic build. Đây mới chỉ là cái nhìn khách quan của tôi. Cái nhìn bao quát cái server này mới khi đặt chân vào đây chúng chưa là đi sâu được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái server này xem là có cái gì hay ho trong cái này nha các bạn. Trước hết chúng ta phải đi vào cái khu phân tách phù phép này. Đây sẽ là một cái khu để chúng ta dịch chuyển đến những cái khu gọi là khác nhau trong cái khu faction này. Thì đây, các bạn ơi, tôi vừa nhận ra tôi có một cái danh lỏ các bạn ạ. Cái danh này nó hơi lỏ nha. Thì đây các bạn ơi, ở đây chúng ta sẽ có những cái khu gọi là khu dịch chuyển tới BB này, khu dịch chuyển tới cái phần J này, khu dịch chuyển tới khu đất hoang này, khu dịch chuyển tới Cray này, khu dịch chuyển tới Enchant này, khu dịch chuyển tới Donay này, khu dịch chuyển tới Event, khu dịch chuyển tới Dungeon. Ui, Dungeon giết quái trao đổi xét đổ ba đạo. Ui, cái này hợp với tôi này. Tôi sẽ qua khu Dungeon đầu tiên nha các bạn. Ok, tôi chờ 3 giây dịch chuyển nha. Ui, đây là cái gì vậy? Ui, là khu Dungeon đó hả? Sao có mấy bác dân làng đây? Ôi, em chào bác. Sao là em chào bác nhỉ? Ui, đây là một cái khu gọi là sửa kiếm này các bạn. Có những cái là kiếm Dungeon cộng 1 này. Sẽ lên Dungeon cộng... Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây. Tại sao kiếm Dungeon 1? Lại rồi đã kiếm Dungeon 1 là thế nào? Ơ cái gì vậy? Hello! Ui, bạn ấy đánh quái lại tôi mình xin nhá. Ôi, cảm ơn bạn. Bạn ấy đánh quá để mình vô mình la liếm các bạn. Như là mình không làm cái lời của thầy huấn hoa hồng rồi. Mình không làm mà vẫn có ăn mọi người ạ. À, ở đây có một cái con. Ui, cái gì đấy? À, kiếm chuyện là bạn cũng hơi nhờ nên bạn thấy trên tay mình có cái gì không? Kiếm kim cương nhưng mà ăn luôn nhờ nên bạn... nhờ này. Ui, cái gì vậy? Ui, các bạn nhìn máu đó kìa. Tôi đây là không mất máu luôn nè. Ua, ở đây đây đánh con này mất máu nè. Trời ơi, tôi có kiếm kim cương mà sao nó yếu vậy? What? À, bọn này chúng mày tới số nha, chúng mày đánh ai à? Chúng mày biết anh này top 1 Việt Nam BB không? Ha ha. Vào đây, mày vào đây, nhóc con, mày vào đây. Ui, mày vào đây, mày. Thôi thì bỏ qua cái vấn đề đánh nhau, thì chúng ta sẽ đến một cái vấn đề khác mọi người ạ. Bây giờ là tôi đánh nhau hơi non, nên là tôi cần phải chơi một cái thể loại khác. Đây. Ở đây chúng ta có một cái khu gọi là khu đất hoang mọi người ạ. Mình nghĩ là ra đây thì mình sẽ có một cái nơi ở đất để chúng ta sinh tồn. Thì rất là hợp lý cho cái khởi đầu của những thằng newbie như mình. Thì chúng ta đi nha các bạn. Ui, đúng là một khu đất hoang mọi người ạ. Đéo có ai luôn. Ở đây thì mình đang có một bạn gọi là bạn Rock. Ui, ở đây có bò này mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ra mình lấy một ít thịt bò nha. Bây giờ mình cũng không có nhiều đồ ấy. Hello mấy em bò cho mình sẽ ít thịt nha. Rồi, tôi vừa chợt nhận ra là tôi không có giáp mọi người ạ. Nên bây giờ mình quyết định là mình sẽ phải đi đào một ít kim cương để làm một cái giáp kim cương này đánh nhau với cái bọn Dungeon. Tôi là tôi hơi cay rồi nha. Ui các bạn ơi, ở đây có một cái khu ở đấy là khu hang động này các bạn. Đây hình như là có một cái hang.
có một cái ít sắt ở đây, mình thấy một có một ít sắt đây. Có sắt luôn đấy, hợp lý ngay, mới vào có sắt là hơi bị thơm tho đấy nha. Bây giờ thì mình sẽ phải đào xuống cái tầng 11 để mình đào thêm một ít kim cương. Chúng ta có những cái lượng kim cương dồi dào, chúng ta đổi được những cái gọi là món đồ xịn, các bạn hiểu không? Tôi không thể tin được là khởi đầu vào trong cái server này tôi lại khốn khổ đến mức này. Đường đường là một top 1 Minecraft Việt Nam phải đi mai thang như một thằng nghèo hèn. Không phải tin được. Thôi, cần củ thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ đi mai thôi. Thế không đi mai là không có gì mà ăn đâu nha. Rồi tôi nhận ra tôi không có gỗ luôn à. Thôi đi lên lấy một ít gỗ đá để chế tạo đuốc. Trên dưới này tối lắm, không thấy đường đâu. Mẹ anh ơi, cho em ít gỗ đi ạ. Lại mưa rồi các bạn ạ. Tôi biết là tôi bị xui xẻo hay cái gì à. Lần nào tôi quay video là lần đấy nó mưa tầm ta. Nó mưa như chút nước. Nó mưa như đái mặt tôi vậy. À các bạn ơi, tôi vừa chợt nhận ra là tôi có gỗ mà tôi lại đi chặt thêm gỗ làm cái éo gì. Các cụ có câu, đi mai thì đừng bao giờ đào thẳng xuống. Nhưng mà tôi óc chó nên là tôi quyết định là tôi đào thẳng xuống luôn. Chứ đi từ từ là lâu lắm. Gặp lava thì chúng ta xác định là đắp mộ cục tình thôi chứ không có gì cả. Đấy rồi, tầng 11 đây rồi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái thủ thuật có tên là thủ thuật đào thẳng. Cái thủ thuật này tôi cũng vừa mới nghĩ ra. Tôi không biết là có đào được cái cười hay không, nhưng mà chúng ta có thử nhé mọi người. Ôi, lại có sắt này. Không có kim cương nhưng mà chúng ta lại đào thấy sắt. Ôi, có cả redstone nè mọi người, cũng hợp lý đấy. Nói chung là không có kim cương nhưng chúng ta vẫn có những cái quặng khác thì cũng hợp lý rồi đấy. Ôi, lại gặp sắt này mọi người. Ơ kìa, sao lại lắm sắt thế nhở? Không có kim cương à. Rồi, lại gặp sắt ạ. Có thêm cả luli luôn. Mày má ơi, cho em xin một ít kim cương đi. Em không cần mấy cái này đâu, em cần kim cương cơ. Ôi, má anh cho thì em xin vậy. Thôi, ôi, trời má ơi. Cái level mining của tôi kia, nó lên tận level 22 rồi à. Khi nào mình đào xong kim cương mình sẽ quay lại nha các bạn. Chứ tôi nghĩ là cái cảnh quay này nó rất là nhàm chán. Mày có cái quần què gì hết ra. Thôi, đào một ít kim cương đã, rồi quay lại nha. Ôi các bạn ơi, tôi có một cái này muốn khoe với các bạn này. Các bạn nhìn nha, các bạn đừng trầm trồ nha. Ôi, 64 viên kim cương mọi người à. Tôi có tưởng là cái cúc tôi nó gà lắm. Đào 4 quăng và đống kim cương luôn. Áo hiểu. Hình như là cái cúc của mình là có một cái người gia tài cái gì đấy. Không biết có mọi người ai nhưng có gia tài. Thôi được rồi, có 64 viên cương là các bạn phải làm gì. Khoan đã, bây giờ thì mình phải vứt một cái ít đồ ra. Bây giờ là mình cũng không cần đá cho lắm, vứt luôn cái này đi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ chế tạo ra một cái bộ giáp kim cương mọi người ạ. Bây giờ là nói chung là giàu có nên chúng ta phải chơi lớn một tí, chế tạo ra một bộ giáp kim cương. Đấy, cover me with diamonds. Oh my god luôn. Bây giờ là tôi có đồ xịn rồi nha. Bây giờ tôi ra tôi đánh mấy con ở đồng sần đó nha. Mấy người đừng có cản tôi nha, tôi ra tôi đánh hết. Bây giờ tôi xịn rồi, tôi mạnh rồi. Bây giờ không ngáng bố con nào ra. Ủa mẹ ơi,